khi làm cái nghề môi giới này cũng khó khăn, cũng khổ lắm chứ không phải sung sướng gì đâu mọi người. Nhiều khi á, nửa đêm á, mình đang ngủ tầm khoảng cỡ 12, 1 giờ sáng vậy đó, ở đâu tự nhiên có cuộc gọi từ đâu bên là bên Mỹ, bên Úc gọi cho mình, hỏi là con ơi có nhà không, cô chú đang có nhu cầu mua như thế này như thế này. Đa phần những cô chú bên Mỹ, bên Úc gọi từ nước ngoài gọi về cho mình, nó đều hỏi mua những nhà ở phân khúc tầm khoảng cỡ là 20 tỷ, 30 tỷ trở lại thôi. Nhưng mà thì mình chuyên làm phân khúc lớn hơn từ 50 tỷ trở lên. Thật sự ra từ khi mà trước khi bắt đầu nghề mình cứ nghĩ là chắc nhà ở trên Sài Gòn này người Việt Nam mình cũng nghèo lắm, không có nhiều tiền đâu. What? Nhưng mà không phải mọi người ơi. Thật sự á, khi mà tiếp xúc bước chân vào và mình quản lý tài sản cho chủ nhà thì mình mới biết được là ở trên Sài Gòn này đại gia có rất là nhiều. Những căn nhà hàng chục tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ trở lên, thậm chí cả ngàn tỷ cũng có nè mọi người. Trời ơi, ghê chưa? Cho nên ngày hôm nay mình đang có mặt ngay tại con đường Cao Thắng này. Thì chắc mọi người cũng biết, nghe tới Cao Thắng thì sẽ là hình dung được là con đường Cao Thắng nó sẽ kinh doanh những ngành nghề gì đúng không ạ? Thì những bạn, những cô chú ở những cái tỉnh khác, vùng khác thì không biết đường Cao Thắng thì mình cũng sẽ nói sơ qua như thế này. Con đường Cao Thắng là một trong những con đường mà sầm uất nhất ngay tại quận 3, là con đường chính của quận 3 luôn. Thì sẽ tập trung rất là nhiều ngành nghề, chẳng hạn như là ngân hàng nè, spa, nha khoa thẩm mỹ và văn phòng công ty tập trung ở tại đây khá là nhiều. Wow. Ngay cả thì có một đoạn nữa từ phía chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai cho đến khúc Võ Văn Tần thì đa phần tập trung là bên shop thời trang cũng có nữa. Ngày hôm nay thì sẽ mong muốn mang tới cho mọi người một căn nhà đang ở phân khúc là trên 100 tỷ. Và căn nhà đó là mọi người nhìn xem di chuyển qua đây nhé. Căn nhà này hiện tại đang cho The Coffee House thuê với hợp đồng thuê trị giá là 400 triệu một tháng. Nghe 400 triệu một tháng thì khá là cao đúng không ạ? Vậy thì giá bán của nó như thế nào? Bây giờ mình sẽ nói thông tin cơ bản về căn nhà cho mọi người nghe luôn nha. Căn nhà này có địa chỉ tại số là 8688 Cao Thắng, phường 4, quận 3. Thì miêu tả vị trí chút xíu thì cái căn nhà này nằm giữa cái đoạn là Nguyễn Đình Chiểu với đoạn Điện Biên Phủ. Rồi thì cái căn nhà này á hiện tại đang được xây dựng trên khuôn đất có diện tích bề ngang mặt tiền là 14m và chiều dài là 16m. Và đang có diện tích được công nhận là 219,3m2. Hiện tại căn này đang có kết cấu là một trệt và một lầu, và diện tích sàn được công nhận là 371,2m2. Thế thì một căn nhà có diện tích to như thế theo mọi người giá bán là bao nhiêu tiền ạ? Giá bán thì chỉ có những người nào, anh chị nào làm cùng nghề với mình cho nên mới biết được đúng không ạ? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Thôi mình chia sẻ luôn. Căn này hiện tại chủ nhà đang kêu bán với giá là 150 tỷ có thương lượng. Nếu như căn này á mà cô chú anh chị mua và đập đi xây mới lại thành một cái tòa building văn phòng thì mình nghĩ ở đây thì sẽ rất xứng đáng với giá trị là 150 tỷ. Ở khu vực này thì có thể là xây được một hầm và 7 lầu đó cô chú anh chị ạ. Nếu như cô chú anh chị á có 150 tỷ thì cô chú anh chị sẽ chia nhỏ ra để mua nhiều căn khác nhau hay là tập trung vào một căn lớn như thế này. Mua căn ở đường Cao Thắng hay là lựa chọn ở những con đường khác, vị trí khác thì cô chú anh chị hãy bình luận phía dưới cho mình biết xem ý tưởng của cô chú anh chị như thế nào để mình có thể dựa vào đó để tư vấn cho khách hàng luôn ha. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau nhé.